lại ăn thôi mọi người ạ. Mới ngủ ăn mới ngủ. Biết thêm là dễ nha. Hôm nay mình biết là món thịt phải sô-cô-la. Sữa thì không ngọt, mình không hiểu thịt ngọt, cái gì thịt cũng nấu ngọt, thế mà sữa cho mình uống không ngọt. Bánh này ngon lắm mà có kem sô cô la đây là lại xong bữa sáng mọi người nhớ xem bữa trưa nữa gì mọi người nhé, chào mọi người nha.